Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của nhà văn Bùi Hiền. Ngày công đầu tiên của cô tí. Thường mỗi tối, gà vừa lên chuồng được một lát là cô tí cũng leo ngay lên giường đánh giấc. Lắm lúc bỏ cả cơm, cả nhà bận đi làm đồng nên về thổi muộn. Cũng chẳng cần, chú chàng đã lục nồi, chén đẫy cơm nguội. Chả là cả ngày chơi mệt mà. Nhất là lâu nay gặt rộ, rơm đầy sân, cô tí với cô tèo, hai anh em ôm nhau vật, đú đờn như hai con chó con, lăn qua lăn lại tha hồ. Có lúc cô tèo bị đè, đầu khóc ché lên, nhưng lại nín ngay, rồi lại nghịch, lại cười sằng sặc, sằng sặc. Mệt nên vừa đặt mình là ngủ tít thò lò, chốc chốc lại chép miệng nhai tồm tộp như người lớn nữa cơ đấy. Chung quanh ai muốn làm gì thì làm, mặc. Ban quản trị hợp tác xã đến nhà bố cô tí bàn họp công việc. Các ông các bà ấy ngồi ngay giường cô tí, phát biểu cứ oang oang. Mấy hôm nay vào vụ cấy, các bà mang về những dư luận thắc mắc quanh cái chuyện cấy dày, cấy mỏng, kêu là tốn mạ, thiếu nhân công, vân vân. Các ông thì chậm rãi phân tích đưa lý lẽ, có ông lại nổi cáu. Căn nhà nhỏ náo cả lên, mặc ai thảo luận cứ thảo luận, ai gắt cứ gắt, cù tí ngủ cứ ngủ ngon lành. Từ mở đất, trong nhà còn tối om, cù tí đã thức giấc. Chú chàng giúp đầu vào nách bố cho ấm. Buồn tình, chú chàng nói chuyện một mình, chỉ thì thầm ra hơi chứ không thành tiếng. Chuyện gì chẳng ai nghe rõ. Chắc cũng chẳng ngoài cái chuyện hôm qua U đi chợ mua bánh đúc, con gà mái đen nhà ta ấp nở được 12 con. Chợt bố gãi nách, chắc là bố nhột. Bố cũng đã thức giấc. Cô tí cựa mình, có tiếng bố bảo, hôm nay cô tí đi chăn nghé, để chị Miễu đi cấy nhá. Tiếng phản ứng bật ra tức thì. U ngủ trong buồng với cái tèo, nói vọi ra, giọng còn ngáy ngủ. Mày xem thằng cu cát kia kìa, nó chỉ nhìn hơn mày một tí, mà nó chăn con trâu mộng tướng, hôm nào cũng no kềnh ra. Im lặng một lát khá lâu, chuyện này chắc đến đây là xong. Cô tí cố nằm in thìn thít, không nhúc nhích. Nhưng tiếng bố lại cất lên. Chăn ngoài bãi vui lắm, tha hồ mà xem cano ngoài sông, nó chạy phanh phạch, thuyền nhiều lắm. Một tí bố nói thêm, người làm ngoài đồng cũng đông, vui lắm. Cô tí nằm im, không có ý kiến gì. Một lát bố lại bảo, lát nữa dắt nghé ra chỗ ngã ba, rồi gọi thằng cu các nó đi cùng với nhá. Vâng. Tiếng bâng tự dưng buột ra, nhưng còn ngập ngừng như bị gãy đôi. U lại nói vọi ra tiếp lời bố. Ra đến bãi thì nhờ chúng nó quấn rợ và củ nghé cho, nghe không? Cú tí lại vâng một tiếng nữa, lần này có gọn hơn một tí. Chắc là chú chàng đang nghĩ ghê lắm đấy. Từ khi biết đi, biết chạy đến giờ, nó có hề phải mó tay vào công việc gì đâu. Chỉ có thỉnh thoảng bố sai đi lấy cái điếu cày, hoặc U đi chợ giao cho ở nhà phải xua gà, đừng để nó vào buồng mổ thóc. Nhưng chưa biết chừng tí ta cũng chẳng có suy nghĩ quái gì đâu. Chừng cớ là vừa chợt thấy ánh lửa hồng hồng chiếu bập bùng lên cánh cửa mở hé, chú chàng lồm ngồm bó ngay dậy, đi qua con sân còn tối mờ mờ, chạy thẳng xuống bếp. À đúng rồi, thích quá, hôm nay nhà ta thổi cơm nếp. Chú chàng xà ngay xuống cạnh anh Nhỡ, giúp một tay đun bếp. Lúc dọn ăn, anh Nhỡ trêu, à hôm nay cô tí phải đi chăn nghé. Cô tí cầm ngửa nắm cơm nếp trong lòng bàn tay, giơ lên ngang vai. Đây là phần đã chia rồi nên còn nhủng nhỉnh chưa nỡ ăn, hách mặt buông một tiếng, kệ. Cái Miễu cũng đùa em, nghé ăn không no, chưa về không cho cô tí ăn cơm.
Kệ. Kệ mà được à? Kệ. Bố can thiệp. Thôi, đừng trêu em. Cụ tí ăn chóng mà đi, sắp kẻng rồi đấy. Cụ tí ngoạm vào nắm cơm nếp, mặt thoáng vẻ tần ngần, chợt hỏi bố. Thế U hôm nay đi đâu? U đi cấy. Thế chị Miễu đi đâu? Chị cũng đi cấy. Mọi hôm chị Miễu vẫn thường dắt nghé đi ăn đấy thì sao? Cụ tí ngập ngừng muốn hỏi câu ấy, nhưng bố như đã đoán ngay được, bố nói. Mày sắp nhớn rồi, phải tập chăn nghé dần cho quen, ở nhà chơi mãi, hư thân. Cụ tí thấy không cần hỏi về bố. Bố thì hôm nào cũng thấy làm việc rồi, hôm thì cày bừa, hôm thì đi học. Thế anh Nhỡ thì làm gì hả? Hỏi thế, rồi trông ra cầu lúa chất cao ngoài sân, cô tí tự trả lời lấy. Đập lúa hả? Ừ, sáng anh còn phải đi học, chiều về đập lúa. U cũng thẽ thọt. Cô tí gắng chăn nghé vài hôm để chị Miễu ra cấy bãi. Không có, cấy không kịp, lấy thóc đâu cho cô tí ăn. U lại nói tiếp. Chăn cho giỏi, rồi hôm nào phiên chợ, U mua giấy về, bố đóng sách cho mà đi học bên anh Thận. Ái giả, lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy. Học thích hơn hay đi chăn nghé thích hơn nhỉ? Thôi, cái gì là một cái thôi. Thế thằng Các nó vừa chăn trâu vừa đi học đấy thì sao? Nó đánh bần rồi nó đọc, chữ trong sách tròn tròn, bé bé cứ như hạt đỗ xanh ấy, mà nó đọc thành chuyện Bác Hồ này, chuyện gặt lúa này, hay thật. Cụ tí không hỏi gì nữa, chả biết vì đã hết thắc mắc hay là vì đang bận gặm mấy hạt nếp dính ở ngón tay. Chợt có tiếng kẻng, cái tiếng lanh canh ấy hàng ngày cụ tí đã quen tai lắm rồi, không chú ý nữa, vậy mà hôm nay làm cụ tí bểnh tai. Cụ tí thấy U chạy vội đi soạn quang gánh, chị Miễu thì vừa quấn xà cạt, vừa hỏi gần như gắt. Cái nón toi vật vừa ở đây đâu mất rồi? Cứ như là gắt với cô tí ấy. Chả là sẵn cô tí đứng cạnh đấy mà. Thế có tức không? Trong tay cô tí còn nắm cơm nếp bằng quả trứng vịt. Tự dưng cô tí bỏ tọt nắm cơm vào túi áo, phủi phủi tay, tiến ra phía chuồng trâu gọi. U ơi, dắt nghé ra đi. Giọng bé cố dướn lên, chắc gọn gớm. Bố ở trong nhà nói vọng ra. Hẵng gượm, để bố buộc cho cái quai nón đã. Bố mang cái nón nhỏ ra đội lên đầu cho cô tí, rồi mở gióng dắt nghé ra. Bố nhắc lại lời dặn. Ra rồi bảo nó quấn rợ lên cổ nghé hộ cho. Mà nhớ trông, đừng để nghé ăn mạ đấy. Vâng. Cô tí cầm rợ kéo, cái rợ vướng vào một gọc tre. Cụ tí cố lôi, còn nghé cứ đâm chúi mõm xuống. Cụ tí thót bụng lôi, quần tụt xuống gần đến bẹn. Bố vội cúi gỡ rợ. Cụ tí vừa kéo quần, vừa dắt nghé ra khỏi cổng. Ra đến ngã ba, cụ tí dừng lại, gọi thằng Các. Gọi hai ba tiếng cũng chẳng thấy thưa. Cụ tí đứng chờ. Phía cổng làng, các xã viên kéo ra ùn ùn. Người quang gánh, người vác cày bừa giống trâu đi. Gớm, họ kéo đi hàng dài, đồng thật. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, pha trò, gọi nhau ơi ới. Cụ tí nhìn theo. Có ai nhận ra cụ tí, cất tiếng gọi. Mọi người quay nhìn, cười vang, đua nhau gọi cụ tí. Đi đi thôi, đợi gì nữa? Nhanh lên, ông nông dân. Cụ tí xấu hổ quay đi, hơi hếch mặt lên trời, chúng miệng cười lòn lẻn. Phút chốc, họ đã đi xa, khuất sau miếu, chỉ còn lại tiếng cười đùa vẳng lại. Thôi, chẳng thèm chờ thằng kia nữa, phải đi cho kịp người ta chứ. Cụ tí dắt nghé men theo bờ ruộng. Cái bóng dáng lũn cũn thấp tròn, úp cái nón tuy bé nhưng cũng còn quá to đối với người, trông như cây nấm. Còn nghé ngoan ngoãn theo sau,
bước đi lon chon trên bờ ruộng mấp mô.